Bây giờ là 9 giờ, 9 giờ tới giờ ra cơm với lại đồ ăn ở khóa tàu vật hất lần thứ 98. Rồi, rồi quay bếp à. Rồi. Đừng có đi ấy nó rối lắm. Ờ, đi quay đâu dưới đây? Mặt người. Sới đi, sới đi. À, tới ai tới là sới luôn. Chắc phải quay mặt nha. Thôi diễn đi, diễn đi. Người ta nghệ thuật mà, người ta nghệ thuật, người ta phải quay đủ cảnh. Đâu biết đâu, tưởng quay con thôi. Trời, khỏe vậy? Gái mà. Xếp hàng chờ cơm này. Rồi, dọn trước nha. Chào mọi người nha, về chùa tham dự khóa tu một phần pháp ngăn. Làm cơm cho vui nè. À, đi bưng cơm hả? Đi bưng cơm. Cơm thơm ngon, nóng hổi nha mọi người. Rồi, ngủ làm gì thật thật lực. Như ông xây tổ vậy đó. Ở đây phục vụ cho hơn 1.000 quý Phật tử tu học rồi trong 7 ngày. Ngày là ba cử cơm như vậy á, thì thấy rất là cực luôn á. Nhưng mà với tinh thần làm việc như đàn ông vậy á, nên cứ là có nhiều niềm vui đó, hoan hỷ. Rồi anh Lâm nè, đang đang diễn à? Rồi thả cái mặt ra. Đó. À. Ơi mời bà con bán vé số với dọc đường á. Ai mà xa cơ nếu bước ở dọc đường cứ vào chuồng báo ăn cơm. Ok luôn. Trong 7 ngày này là tức là rất là ngon những món ăn của làm cho quý Phật tử. Những gương mặt chờ về chờ cơm hả? Những gương mặt chờ cơm. À. Dở ra coi. Rồi. Tối này 4 người ăn đó. Này là mình làm khoảng nhiêu hố vậy em Lương? Nhiêu hố vậy biết không? Cứ 900 người mà nhân với chia. Chín ở trên đường 1 là 900 người mà chia với 4. À. Đây. Đứng em. Rồi.
lên luôn hả? Bưng lên luôn hả? Đi theo luôn. Bưng lên lầu luôn hả? Theo lên. Chứ không đi bằng xe, đi bưng vậy luôn hả? Đây. Rồi. Chai đường 4 đi, lối này bưng lên thôi ạ. Chai đường 4 này, bưng lên chai đường 4, còn ở dưới là chai đường 1 nha quý vị. Dưới chai đường 1, bên dưới chai đường 3. Ủa sao mình không có đi bằng xe lửa lên luôn á, giống như đi một đoàn xe lửa lên á. Như hồi xưa đó. Xe lửa là như là bưng cái hố cơm lên đây mình xới rồi mình bới trên đây luôn á, như mấy năm về trước á. Đó, giờ mâm này 8 người là 2 hố. Đồ ăn là chưa đủ nha, cơm là ra trước nha quý vị. Xin chào mọi người, để trở lại với channel của Tân Hoàng. Welcome to channel. Ai ơi, chúng ta có con có bài đồ thì sẽ cắt lên thải. Đó, bưng lên cái chú này bưng lên cực nha. Đó mình nhìn xuống này nè, nhìn xuống thấy ở dưới nè, dưới đây người trên dưới cơm. Rồi. Đúng rồi, đây luôn nè. Ồ, ngon lành. Quá khỏe luôn, quá tuyệt vời luôn. Ủa còn mấy cái đồ ăn là cũng làm theo kiểu này bưng lên luôn hả? Đó, ngon lành vậy? Bưng nguyên thau lên. Gì bưng thau hay là bưng theo dĩa? Bưng lên mới bưng dĩa. À. Bưng thôi. Đồ ăn nè, hình như chưa đủ món phải không? Chưa. Hôm nay có đùi gà chay với lại chả giò, dưa hấu, là còn món xào, món canh với lại món gỏi nữa. Xin chào mọi người. Còn 3 hố nữa ha. Rồi. Rồi quay xuống cơm lại. Rồi quay ra cơm lại cũng gần xong luôn rồi. Ở bên đây là ở bên dây đường 1 là mình để lên xe xong mình đẩy đi mình gãi từng bàn vậy đó, cứ một hố là bốn người là một mâm bốn người ăn á. Xe này gần đầy rồi nha, xe này sắp rời bến rồi nha, ai có vé lên đi nha, xe sắp rời bến rồi. Rồi ngồi một lát cho con xin một vé đi theo xe này nha. Đâu có được chỗ để trầu để đâu. Rồi. Quá trời luôn. Chuẩn nha. Ôi xe đi rồi, bỏ khách lại rồi, cho đi theo nha. Cho con đi lên Tà Đùng nha, bến cuối ở Đắk Nông á. Km 250. Tới luôn bác tài ơi. Rồi rẽ trái bác tài ơi. Ủa xe rẽ kêu rẽ trái. Kêu rẽ trái bác tài. Tài xế này kỳ quá rồi. Rồi đứng chính giữa được rồi tài xế ơi, để cho người ta xuống. Ai có hành lý lấy nha. Rồi. Rồi quẹo lửa. Ô đúng.
tay lái này không có lụa gì hết á. Có qua để tao ăn cho. Cái gì? Rồi, xuống hàng. Rồi. Tay lái thì yếu quá. Tay lái không? Đây tôi phát nhà bỏ. Này phải để con lái. Con mới lụa được. Rồi, đây lái cho. Đừng có sót hành khách nào nha. Nè. Cứ muỗng ở đâu là hố đó nha. Nè, đó, bây giờ có xạ có trên bàn là 3 món rồi. Dưa hấu, đùi gà, chả giò. Còn thêm 3 món nữa nha quý vị. Cứ mỗi bữa ăn là có đủ 6 món. Rồi quẹo quẹo thôi, từ từ còn chiếc xe kia lên nữa kìa, kẹt xe rồi kìa, cái xe kia mình phải chờ xe này qua mới được chứ. Ôi này ẩu quá rồi, này chắc cướp bằng lái mà cô này rồi. Rồi xuống khách. Bên kia còn 2 hố nữa kìa, dưới đó. Tới đoạn nào là trả cho xong đoạn đó đi. Rồi đi tiếp. Mười tám nữa, mười tám, ba mươi hai, ba mươi sáu, bốn mươi sáu, năm mươi bốn, sáu mươi bốn, sáu mươi bốn, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi. Còn 70 hố nữa nha, còn 70 hố nữa. Còn 70 khách nữa nha. Rồi, vậy còn 50 khách nữa nha, còn 50 khách nữa. Xe này chắc hơn 20 khách rồi. Vậy còn gần 50 khách nữa nha. Đó, tức là 50 hố nữa đó. Xe này xe giường nằm ha. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. 1 tầng chờ, đúng rồi, xe giường nằm mà chở 1 tầng được có 10 mấy khách rồi nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chắc lên nữa là 15. Cái gì thấy cái bộ phận nhà bếp chuồng phát vui không? Quá vui luôn á. Làm việc như vậy mới không thấy mệt. Tại vì một ngày là phải 3 lần như vậy, 3 lần ra cơm như vậy đó, với lực lượng như vậy 3 lần mà một ngày làm. Mà mấy cô Phật tử này không phải là duyên làm cơm không, là giống như họ đụng á, đụng chỗ nào làm chỗ đó. À, bên tu vườn xiên cũng có nè, bên đụng dây chai cũng có nè, bên vệ sinh cũng có nè, hộ pháp cũng có nè, bên công quả cũng có nè, cô này đi tu cũng có luôn kìa, còn bên ban đăng ký cũng có nè, rồi bên công nhà rau cũng có nè, nhà chén cũng có nè, còn bên bếp cơm cũng có nè, tu vườn xiên cũng có nè, sinh viên cũng có nè. Có bên ban văn miền nữa kìa. Ban văn miền đâu ra, ban gì nói ra một cái không có đẹp lắm. Rồi xe chuẩn bị lên đường này nha, lên đường xe này nha. Rồi bác Tài ơi, lên xe đi, chạy tới luôn. Đấy luôn. Quý vị nãy giờ coi thấy nguyên cái quy trình ra cơm, không có khép kín nha, không khép kín nha, ai cũng thấy hết á. Nguyên cái quy trình ra cơm là rất là bài bản. Nhà chén cũng đang lỗi vô đây chứ biết.
chưa đủ khách đi gì, chưa có đủ khách, mới có 6 khách rồi là lỗ tiền xăng rồi đó, lỗ xe chạy dầu là lỗ tiền dầu luôn, phải đủ khách mới đi. À, đủ khách là xe này là khoảng 50 khách, xe cũng dính dỗ 50 người nhưng mà thôi đi 48 ha. Là xong rồi nha quý vị ơi, một xe này nữa là xong rồi. Xong rồi đó. Nè quý vị thấy không, bích chai đường hết rồi đó. Đây là chai đường 1 nha quý vị. Còn chai đường 3, 4 là trên lầu nãy giờ mình lên rồi đó, là quý chú là ginh lên bằng mâm, chứ không phải đẩy xe như ở đây. Giống như là lái máy bay vậy đó, đi máy bay lên trển rồi. Đây là xe tài xế cấp cứu. Đây là bên nhà bếp cắm bông và vô nhà bếp luôn. Nói chung là hờ đụng á, đụng gì cũng làm nó nè. Đây là bếp cơm này, tổng thống nè. Tổng thống bếp cơm. Rồi phụ gì, rửa chén luôn, cũng chà nhà vệ sinh luôn phải không? Đâu có làm như vậy. Đây là nè, chà nhà vệ sinh nè. Không có, đây là tu thường xuyên, rồi bắt đầu qua bếp cơm làm luôn. À, đó. Đây là tấm lương nè, tấm thống nè. À, tấm hộ nè. Rồi tấm nhã. 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 Nhã ra. Chú này không biết tên, không dễ hiểu. Tên gì? Đây nè, ông thầy này nãy vinh cơm nè, ông thầy tên gì vậy nè? Ơi, tên Trưng. Dạ trốn rồi. Nè, bây giờ mình vô tiếp tục là bếp đồ ăn nè. Giờ tới món gì rồi, khoan đã. Thắng là em, xào, bớt xào, bớt xào giá. Nè, đây là tâm lập nè. Đẩy là tâm ký. Rồi, hay tâm bối. Chào mọi người. Nè, đang bây giờ cái món nãy là mớp giá xào, bây giờ canh bí nè. Bầu canh bí ra. Bầu lộn con lộn nha, canh bầu. Canh bầu nha quý vị, canh bầu. Nấu với cái gì? Cá gì? Có cá này gì đây đâu? Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Dữ ta. À, canh này, đang múc canh vô là canh xong rồi. Còn nãy giờ mình thấy món xào, xào canh rồi. Bây giờ còn cái món nước, món gỏi nữa. Bên đây rồi, bên đây làm gì đó? Bên đây làm gì vậy? Nấu gì? Dạ, con nấu trà sữa thôi. Nấu trà sữa hả? Ủa? Nhưng mà mình nấu trà sữa này là cho Phật tử hay là cho... ở đâu vậy? Trong à, cũng Phật tử luôn nha. Thấy không? Nấu trà sữa mà nấu cái nồi kiểu đó đó. Sữa nè. Gì? Bao nhiêu hộp sữa là bao nhiêu cái đường vậy? 400 ly hoặc 500 ly thôi. À, 500 ly là quý thầy với công quả đúng không? Còn 1.300 Phật tử. 1.300 Phật tử ai nấu? Phật tử đằng sau thầy nói Phật tử uống trà sữa. À Phật tử ngày sau hả? Ngày khác phải không? Dạ. Hôm nay Phật tử là như có ăn chè hay sao đó. Rồi thôi chúc mấy cô nấu trà sữa ngon nha. Trà sữa nhà nấu, trà sữa chùa nấu, nhưng mà chùa mấy cô này nấu á. Rồi cái này là ra đồ ăn, ra cái mốt xào giá. Thank you.
rồi, vậy là xong một món rồi đó, phải đợi thêm hai món nữa nha quý vị. Chắc nửa tiếng nữa thì mới có hai món kia. Thôi xin kính chào quý vị luôn. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở cái clip khác.